Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm Dần, đang nghèo mạt vận bỗng dưng trúng quả giàu to, tiền bạc tiêu ba đời không hết. Xin được hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 3 âm lịch năm nhâm Dần 2022 ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người làm chương trình, xin mến chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều may mắn, thành công và làm công việc gì thì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên và không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Con cái tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng điều đó có phải là đang quá xa vời đối với nhiều người? Bởi vì trên thực tế thì có những gia đình tuy hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng gánh vác rất là nhiều những trọng trách, trách nhiệm trên vai. Cũng có những người kinh tế thì lại rất dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn về mặt tinh thần. Thiết nghĩ đó cũng chính là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không thưa quý vị? Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 3 âm lịch ngày hôm nay thì những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch này thì công danh, sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Giáp Dần sẽ ra sao? Và con giáp này có được thần tài mở kho ban lộc hay là không? Thì và trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng 3 âm lịch này thì họ sẽ gặp phải những trở ngại khó khăn hay là gặp phải những may mắn như thế nào? Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết ngay sau đây. Và trong nội dung của chương trình thì quý vị cũng sẽ biết được sức khỏe tình duyên của mình sẽ chuyển biến như thế nào. Nào, xin mời tất cả quý vị hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có mệnh Đại Khê Thủy, là người tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và các đồ thủ công, thậm chí có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Lòng tự tôn của người này rất lớn, luôn tự mình hành động, suy nghĩ cao xa và đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này, nên khiến người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Người tuổi Giáp Dần nên chú ý đừng dễ dàng tin người quá mức. Trước khi làm việc gì cũng cần phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ mình trong phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo, kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần bạn nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến bạn thất vọng. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn đối với bản mệnh. Có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ cố gắng, bạn cũng cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Giáp Dần cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này bạn bước vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp, bản mệnh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Với tài năng vốn có của mình, bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, khiến đồng nghiệp tâm phục, khẩu phục. Chuyện hợp tác diễn ra thuận lợi, bản mệnh thậm chí có thể là người lãnh đạo tập thể vươn tới thành công. May mắn trong sự nghiệp sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập. Tuy vậy, bạn cũng nên thận trọng với lời nói và hành động của mình và đừng tự mãn vì thành công tạm thời. Bởi vì như vậy, sếp của bạn có thể coi rằng bạn quá nóng vội để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Năm nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tháng 3 âm lịch, gia chủ Giáp Dần không cần quá lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Giáp Dần có thể may mắn được kiếm tiền. Hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bạn giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp có vẻ không kinh tế, nhưng đến thời điểm này sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi mà sự tích lũy đã đến ở một mức độ nhất định. Khi bạn đang có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay. Và chính vì vậy, bạn cần phải phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa, đáp ứng. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng đầu năm 2022 này, tuy vất vả nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều điều đối với người sinh năm 1974. Vì thế, bản mệnh cần phải giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng đối diện với thách thức. Nên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, không nên làm việc quá vất vả đến mức quên ăn quên ngủ, nên có ý thức giảm dần việc tiệc tùng xã giao và không sử dụng rượu bia chất kích thích. Các gia chủ tuổi Giáp Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Dần đối với pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh. Thứ tư, về mặt tình cảm và gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho gia chủ tuổi Giáp Dần. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút nhiều người khác giới, mà bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản của chính bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó khiến bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Với những người vẫn còn độc thân, vận đào hoa của bạn khá tốt, bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm ngưỡng mộ từ người khác giới, khuyên bạn hãy mở rộng lòng mình, thử cho đôi bên một cơ hội để được tìm hiểu nhau tốt hơn. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Hủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 3 năm 2022, tức ngày 13 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 25 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 3 năm 2022, tức ngày 4 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ.
ngày âm lịch, ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức ngày 16 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 3 năm 2022, tức ngày 28 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù lăng tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người sinh năm 1974 Giáp Dần trong tháng 3 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1974. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 3 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất từ kênh. Còn bây giờ thì xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.